Sao em yêu đương rồi trước giờ là bao nhiêu mối tình rồi? Em hả? À. Chính thức là 2 mối tình. Ừ. Nhưng mà 2 mối tình đều chưa phải là người Việt Nam. À. Ừ. Là ở bên kia đúng không? Ừ. Có người nước ngoài. Nhưng mà cũng là người châu Á. Không phải là... Ừ. Cho nên bây giờ em muốn thử quen một người Việt Nam. Hợp với mình từ trước giờ em chưa có quen người Việt Nam. Một chàng trai Việt Nam. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi em chưa có người yêu? 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi đó. Chưa kiếm được đâu. Ừ, chưa kiếm được người nào mà nó cùng với level ở trên như mình. Vô trong này thấy level ai cũng cao đó. Thấy anh cũng hơi shy. Hơi shy hả? Hả? Shy. Shy là mắc cỡ shy tiếng Anh chứ không phải shy tiếng Anh. Tưởng nào sai sai. Em thấy anh hơi sai sai. Hú hồn tưởng nào có làm gì sai sai. Chưa, anh chưa có sai. So với việc tiếp xúc với cô gái trước là xe thì cuộc gặp này có vẻ là nghiêm túc hơn. Không khí có vẻ là cũng cũng ít vui nhộn hơn là với cuộc gặp với xe. Không thì thật sự tâm lý là vậy. Anh kiểu như là những ai mới quen thì hơi có tâm lý e dè tí. Khó thoải mái chứ không phải không muốn thoải mái mà khó thoải mái. Thì anh có vô tình thấy là An có tới chỗ của Anna. Giống như là Anna đi An chưa đi được, bạn có việc Sài Gòn, nhớ đi cẩn thận. Đại loại cái cảm giác anh cho là như vậy. Đúng rồi. Và cái thứ hai là anh càng khẳng định hơn á là cái lúc em nhớ tối hôm qua mình đang ăn ở bên nhà hàng không? Cảm giác giống như là ủa tại sao An với lại Anna mới gặp nhau chỉ trong quán cà phê mất 15-20 phút thôi. Mà tại sao Anna nói điện thoại với An giống như là đang rất là biết trước nhau rất là lâu rồi, em hiểu không? Cho nên là anh nghi ngờ Anna và An. Cái cặp đặc biệt mà anh đang rất nghi ngờ. Xác suất 90% luôn. Ai? Không biết em có giống anh biết không? Anh nói đi. Anh Thi với là Hải Vy. Anh Thi. Hải Vy. Trên xe đi, anh cũng hay giỡn này kia với mọi người. Nhưng mà anh cũng hay để ý lắm. Anh Thi đi ra ngoài làng bè Long Sơn. Anh Thi cổng xe. Cổng xe thì anh Thi có vô tình quay lại. Thì anh thấy anh Thi nhìn Hải Vy. Ủa, nhìn cái đâu đâu nghĩa xong là... Xong rồi, rồi cái lúc này nè, lúc mà ăn bánh nước, em nhớ ăn bánh nước hồi sáng nay không? Thì khi anh Thi cột tóc cho Anna, thì anh nhìn Hải Vy lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào Anna. Em không nghĩ anh để ý tới từng ly từng tí. Tại không, tại vì không phải, có nghĩa là anh không muốn nhìn vào quá kỹ từng chi tiết. Nhưng mà em là nghĩa là ai? Em nghĩ chị Vy. Chị Vy ai? Chị Vy với anh Phú. Bây giờ anh em thử cút cười với nhau một cái trò chơi đi, nếu ai là riêng cá nhân anh và em. Ok. Thì lại nó nghe trong cái chuyện này nè, cặp đôi bí ẩn không bí ẩn anh cũng không có quan trọng. Hiểu không? Quan trọng ví dụ như anh cảm thấy anh mến thương, anh thích ai và anh cảm tình với ai thì điều đó đều quan trọng. Vì đây là câu sự trải nghiệm của riêng cá nhân của anh và tất cả mọi người. Nhưng mà hôm qua thấy em với anh Phú là cũng rất là tình cảm nha, trò chuyện nhau rất là tình cảm nha. Anh Phú hả? Em nghĩ là anh như là anh quá nhạy cảm vô một cái vấn đề gì đó, anh rất là nhạy cảm nha. Anh không có nhạy và phán cặp nào hết. Anh nói rồi, chốt lại anh vẫn nói là cặp của anh Thi và cặp của Hải Vy. Anh Tuấn là người đầu tiên mà em xác định từ nay về sau sẽ là bạn của em cho tới về sau luôn. Nên em thật sự là em rất là vui vẻ, rất là không có đặt nặng gì cái vấn đề tình cảm lên anh Tuấn. Trong sáng ngày hôm nay thì Vy với Tuấn tham gia cùng nhau những cái hoạt động chung với mọi người. Thực sự chưa có một cái thời gian, một cái khoảng thời gian để hai đứa ngồi riêng với nhau để nói về những cái vấn đề cá nhân của nhau. Thì Vy muốn là có thời gian hơn với Tuấn. Cái không gian chỗ này mình ngủ quá. Ôi, nghe chỗ cái bàn nó mát mẻ hơn, tỉnh táo hơn. Bốn bạn nữ thì mình vẫn mong muốn tìm hiểu về Anna. Tại vì theo mình được biết thì Anna về Việt Nam sống được một năm, hình như gần một năm.
Thì với mình thì mình thích một người con gái theo sống theo cái lối sống phương Tây. Và sau buổi sáng mình tiếp xúc với Anna thì mình cảm thấy Anna rất là thoải mái, phóng khoáng và giống như cái mẫu người mà mình tìm hiểu. Và mình muốn tìm hiểu Anna một cách kỹ hơn nữa. Diễn viên, mẫu, ca sĩ là những gì mà em thích. Cho nên bây giờ em muốn làm những gì mà em thích. Còn nói về chuyên môn thì em là cử nhân của Business Management. Ra trường chưa? Rồi đúng không? Tạm gác lại theo đuổi cái mình thích. Gác lại là khi lúc mình còn làm được thì mình muốn theo đuổi. Đúng rồi, đúng rồi. Không có quan trọng việc thành công hay là thất bại. Việc là mình có cái sự cháy bồng đó, mình đam mê là mình làm thôi. Mình thích mình làm, chứ không có phải mà kiểu như bản lĩnh lên. Chứ không có kiểu như mình suy nghĩ đó, mình thích đó. Nhưng mà thôi, vì một cái vấn đề nào đó mà mình phải theo một cái con đường nào đó cho nó an toàn hay gì đó. Anh thích những người có tính cách mạnh mẽ. Anna là một cô bé cũng rất là hay về công việc, về chuyện tình cảm thì thật sự tình cảm thì mình cũng chưa quá hiểu rõ lắm về Anna. Còn công việc thì mình thấy cái suy nghĩ và cái tư duy của cô ấy là rất là hay. Mặt trăng kìa anh. Anh nói nghe nè, em thấy cái cục đá này không? Anh tin anh đập đầu em, anh đập đầu em vô cái cục đá này luôn không? Bớt điên đi. Nắng quá rồi chạm dây rồi hay sao vậy? Ba em chào đi. Ba em. Ủa tới nhà em chưa? Rồi nè, dòng họ nè. Dòng họ bà con em đây hả? Mẹ em. Sao em khác họ anh vậy? Anh cứ ra chào đi mẹ em nè. Bữa nay thì mình được hẹn hò với lại C. Mình không biết như thế nào nữa, cả một buổi gặp gỡ nhau không nói được cái gì hết. Không tìm được điểm chung luôn, không dò được cái đài của C như thế nào luôn. Chỉ có cái lúc chơi trò chơi. Nói chung là những cuộc trò chuyện ở trên cái con đường đi á, chỉ được chút xíu đó thôi. Chút xíu đó thì mình nghĩ là nghiêm túc được chút xíu đó thôi. Em cầm bốn trái chuối này cho bốn con khỉ nha. Anh hái hoa cho em. Lấy một nhánh cho em luôn, em muốn một nhánh. Mình xin phép nha. Không, em anh lấy cái nhánh hai cành nè. Cái nhánh hai cành á đó, đúng rồi, nó đó. Không, anh muốn lấy cái nào lấy cũng được. Chị có lấy không? Em mới bập phải. Anh thấy cái nào đẹp? Anh thấy cái nào đẹp? Cái này hoa nhiều hơn nè. Ok. Đâu, lỗ tai em đâu rồi, để anh cài lên. Thôi, để em cầm đi. Cầm bốn cái chuối em. Ok, đi. Cái này hoa anh đào Nhật hả ta? Ừ. Lúc mà anh Hưng hái cho xe nhành hoa tặng á thì cảm thấy là anh này cũng khá lãng mạn. Không biết là khi mà anh bắt cặp với những bạn gái khác thì anh như thế nào, nhưng mà lúc mà bắt cặp với xe thì anh rất là vui và nhiệt tình, rất vui luôn. Nói chuyện mà xe cứ rất là tăng động như vậy thì mình cũng không có biết nói như thế nào. Tại vì mình lúc nào vui thì vui, lúc nào mình cần lắng động thì mình cần lắng động chút xíu. Còn cái này thì từ đầu cho đến cuối thì xe lúc nào cũng tăng động như thế. Theo hiện tại bây giờ mình chỉ ngồi mình nói chuyện với nhau. Thật sự ngồi để nói chuyện với nhau nha. Để mà có cái gì đó sâu lắng chút xíu chỉ được ba cô thôi. Sau những thử thách leo núi trên núi V3, các bạn có cơ hội hẹn hò để tìm hiểu nhau. Xanh mặt là có thật. Em phải ôm sát anh vô. Hả? Ôm sát anh vô. Anh sợ gì anh đâu. Ê, em cũng phải gồng lắm luôn á. Không, phải thả lỏng đi. Thả lỏng nó nặng cái đít. Thôi thôi đi. Anh với em phải hợp tác với nhau để tìm một chỗ là lãng mạn, mình trao một hôn nồng cháy. Gớm quá rồi. Khi mà mình cõng Vi lên núi thì thật sự cũng không cảm giác gì, vì đơn giản rằng mình thấy là con gái nên mình cõng Hải Vi, giúp đỡ Hải Vi để Hải Vi lên núi hơn. Còn cảm giác của Hải Vi thì thực sự lúc đó mình cũng không để cho mấy. Chiều nay khi mà mình bắt cặp với Thi á, thì thấy anh chàng này cũng có một vài đức tính tốt, như là rất là biết cách quan tâm những thứ nhỏ, cũng rất là thích.
em mà thả lỏng cái là nó chì xuống liền. Đâu có đâu, được cổng em rồi mình. Thôi. Dến không? Anh cũng thấy vậy luôn. Dến nhiều ghét mới đứa dến luôn. Cái gì vậy? Mình tiếp xúc với Vi, cái cảm nhận của mình là Vi khác với so tất cả những người bạn nữ khác. Vi chín chắn hơn, Vi trưởng thành hơn. Để một người con trai á với mình á, tiếp xúc và tìm hiểu về Hải Vi á, thì mình cảm thấy là hơi khó.